làm mà đòi có ăn. Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một vai kim cương, quay tay nhận ngàn con khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhpho.com. Ngày đầu tiên đi học, mẹ sách tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ nhớ dành yêu thương. Ok, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của thằng Hai Lúa nha, không phải thằng Hai Dụ nữa. Này thằng Hai Dụ có cái nôn nó ế chết mày. Không xuống đâu, chạy. Ê, thôi anh ơi. Ê, tôi thua. Đây, có xuống rồi. Ui dồi, mẹ tí thì chết anh em à. Thôi anh ơi, đừng có dí em vậy chứ. Không mà, ui, sao xuống xuống. Mà xuống chơi luôn này. Mẹ mày chọn cái chết đó mày. Tưởng cây súng nhiệt mà đẩy láo hả mày. Tiếng chơi Hai Lúa hả? Hai Lúa cho đi ăn cáp luôn. Ngồi cái này bơi. Ngồi cái này bơi phát. Ê, có người nhà cửa sổ vào. Từ từ, lên trên nhà, bơi bình bơi phát anh mà. Hát tự dưng đâu ra nữa vậy anh em ơi. Trời ơi, quả này là hai lúa không đỡ rồi. Ô, nhập cái máy thở đã. Nãy còn là nhảy xuống gọi là chưa kịp nhặt anh mà. Mãi đi kiếm súng tại biết là có thằng nó nhảy cạnh ngay nhà mình ấy. Mình nãy mình nghe tiếng nhảy cửa sổ. À đây. Ê, hello dạy. Đi đâu đây? Ôi. Ui, hai đứa lại đây mà. À, thằng áo trắng nó yếu lắm này. Nó núp sau phớt quả keo rồi. Núp cái gì tầm này nữa hả bạn? Ui, cá mập. Hợp lý rồi game. Còn một đứa nữa đâu ta? À, mẹ có một đứa nó chạy đâu nhỉ? Chút mấy rác đi đã. Thấy rồi nha. Hello chị gái. Không được anh mà. Má chị gái chỉ đúc góc tưởng khó. Á, à, hơi bị khó công này mà mình có kem không nên đặt công nhờ. À đây. Ui. Má nó mình sang góc này. Ê, từ từ có là solo mình. Mình cứ sang góc này nó lại chạy sang góc kia mà. Ui. Gì nữa? Ơ. À, ô, ủa cái áo này đâu ra vậy anh em? Ui, còn có là solo mình nữa kìa. Hai chị hàng xóm lận luôn này. À, bây giờ thấy mình bị cái ba rồi. Bờ tường kia có một thằng. Đây có một chỗ. À, đây có chị hai cái nữa. Ơ. À, chị gái đứng ngay đây, sao chị gái bên kia bắn đấy nhờ? Từ. À, còn thằng đứng góc tường bên kia nó khó thế nhờ. À, chị gái không bắn nhau ta. À, thằng nó đẩy qua này. Mày chọn cái chết. Ngộ cỏ này. Ý. À, tranh thủ cơ hội. Ê. Này, ui dồi ui, sao qua đấy mình gióp mình liên tâm vào đầu, sao không nó không nhảy đá vào đầu anh mà. À, chị gái kia mẹ tranh thủ cơ hội vãi nồi này. Còn một chị gái sau bờ tường nữa, từ từ, mình đây rút đồ phát đã. À, tí thì là thằng Hai Lúa bị chị hàng xóm hết dâm rồi anh mà. May quá chúng ta vẫn được sống này. Hả, à, bị kẹp ba luôn chứ. Chị bên kia chị cứ gạ thêm áp này, khó chịu nhờ. Quá chết mẹ đi, gạ thêm áp gì tầm này nữa. Đâu rồi. Được, để mình chơi đồ phát đã. À, gạ thêm áp này. Gạ thêm áp tầm này bạn. Team up này, trời ơi. Đây có nâng giáp này anh em. Nâng nhẹ lên giáp trắng liền. À, tại mình không có giáp 2 chứ không là mình cũng nâng lên giáp 3 chứ. Ôi, từ. Có người chạy lại sát mình. Ôi, hình như nó chạy vào lúc này. À, một anh trai. Đi đâu đây anh trai. Cho thằng Hai Lúa xin nhảy đầu nha. À đâu, nhầm. Hai Lúa lên phố múa quạt cho anh em xem này. Nhặt thêm tí máu đi. Ok. Ô, trước mặt mình có bông keo này anh em. Từ. Mình ngửi thấy mùi thằng Hai Lúa ngửi thấy mùi đâu đây anh em bà. Đây hé nhìn. Hello anh ra em đứng đây từ chiều đến giờ. Em chưa thấy anh nào đẹp trai như anh chạy ngang đây cả. Từ. Meme nó sẽ chắc là mình hút tâm đầu đấy mà. Ui. Nó chạy xuống quất đồi kìa. À. Ê. Bắn không được mà. Đúng là con gà tiếp up nó cơ, không tiếp up bạn ơi. Ôi trời ơi, ra mớ bẻ một viên vào đầu rồi kìa. Ra xuống. Thôi anh ơi. Hả? Mình đang tính nó gã nó slow mà bị nó bắn một phát đầu. Thôi. Em sao đấy anh ơi, em sao đấy. Ui, nó bắn đầu kìa. Hả? Nó còn bắn vẽ thế. Thôi anh ơi. Em khịa nhầm người rồi. Từ, quay tay phát đã anh mà. À, nó còn gạt thì bắp kìa. À, pha này không có bom keo ta.
Mày cũng muốn đẩy lên chân nó chứ mà không có bom bom keo này. Nãy bị thằng kia cà khịa đặt mất mẹ một quả bom keo đấy mà. Thôi. Ê. Thằng đâu ra đây? Ui. Hello anh tại. Từ chạy. Thằng kia nghe tiếng súng nó đẩy qua giờ này. Đấy, tự dưng đâu ra mẹ anh này, anh ra được đâu ra sau lưng móc lên đây vậy trời. Cái nãy giờ anh em mà mẹ nó me mày không à. Bây giờ có thể đẩy lên trên lầu không ta? Thực ra lúc nhẹ xác chứ đã. Điểm máu bóng kéo, ui sửa giáp này, ui từ từ. Đó, nó còn gà dưới kìa. Có vụ bắn ta xong rồi gà tiếp bắp hả mày? Gà tiếp bắp, ê. Ê, thanh niên tính mình sẽ sấy xong mày quay ra sấy phản đám đấy nghe. Lúc xác rồi đó. Vẫn đang cố gắng gọi là để gà tiếp bắp này. Ê. À, bấm nhầm vụt chảo. À, nó chỉ khôn tao nó kè ngay cầu thang này. Quăng cho mày quả lựu. Kè cầu thang họ đưa phát luôn. À, chạy liền đi nghe. Quăng lên một quả đưa phát nữa. Mình sử dụng mình quăng nốt quả nữa rồi mình đẩy lên này. À, quăng nốt quả này. Em me xem có lùi lại không hay nó nhảy cửa sổ. Ơ hay nó có nhảy cửa sổ lúc này. Á à, núp ngay cái góc này này. Mẹ mày. À, yếu lắm rồi mà từ từ. Lừa đấy, thằng hai dụ lừa đấy. Thanh niên bị cả ui thanh niên kiểu tôi nghĩ là mình sẽ đẩy thắng em nhưng không, mình sẽ đẩy qua bên góc thùng gỗ, mình lấy cái góc thùng gỗ. Ui, phò thông minh, thằng hai lúa thông minh anh em à. Ui, mẹ làm phát bay bây giờ cổng trời 8 kêu em làm phát bây giờ bom 2 nó sắp thu được này. À, có con quả thính rơi ngay đây này anh em. Từ mình đang tính gọi là đu cái rồ lên cái thùng đấy. À, ấy nghe lôi dây. Ê, ui, thằng nào nó mò lên cổng trời nữa vậy? Bắn hướng nào mà ta mình vừa mới chạy. Thôi từ từ, ta xuống đây giết thằng ăn thính trước đã. À, vừa chạy từ trường học qua anh em à. Đâu rồi thằng thính đâu rồi? À, hello anh dây. À, mẹ anh đang rình ai kìa. À, anh bắn ai đây? Từ. À, thằng chó nó không có đẩy mình kìa em. Từ lúc sắc đây đã. Ui sắc này giàu keo lắm. Ui đặt nó keo ra lúc đồ. Ý, mẹ cái nút không đặt keo được anh mà. Ui bên dưới còn có người nữa kìa. Thằng lúc sắc này trước đã. Ui lục bóng keo luôn. Ui nó lại hợp lý. Ui tới thức sau bóng keo bắt nồi này. Ý ế. Đâu rồi. À. Mày cả kìa hai lúa mà mày. Mày chưa thấy hai lúa của đời bao giờ sao? Nhân chi sớm tính cả kiện hai lúa và cái kết quá đắng anh em mà. Chắc là tự nhiên khả năng anh dài chưa thích hai lúa ngoài đời bao giờ rồi. Ơ à, có người chụp mặt này. Ê. Ui mẹ của vừa còn có thằng mẹ chạy từ trên bờ đồ lên nữa này anh em. À, quả bò đâu ta. À đây. Hello anh dài áo trắng đi đâu đây. Ui. À, không có góc bắn anh em mà. Nhà ba gian có một đứa nữa này mình vừa mới thấy này. Pha này nợ ở trong bo có hai thằng nó chiếm bo rồi. À, quả này khó ta. Mà bo còn có 7 người à? Thằng kia chạy vào nhà bác. Ui đâu đấy. À, có thêm thằng chóng này. Từ đã. Thế này mình phải lấy bo từ ấy mà. Khả năng mình bị kẹp khá là cao này. Bên trường học nó phải chạy bo. Ê, ui quả bóng keo nổ. Ê, bắn ui rồi ui. Cậu quả sao bọc quả bóng keo nó nhanh nát thế nhờ? Vừa mới bắn mẹ chưa được 30 giây nó đã nát rồi ấy mà. Từ. Thằng chó nó cà khịa mình nó chạy bo này. Chạy bo này. Cà khịa mày. Cà khịa hai lúa mày. Từ. Bây giờ còn thằng trong nhà ba gian nữa. Mình nghĩ là mình phải chạy sang bên tay trái một chút xíu. Không biết thằng bộ đội nó còn ta hay là nó chạy đi đâu nữa. Ai ui. À, vút tầm xa không bật tâm vậy nó khó anh em. Nó không có bắt tâm. Thằng nhà ba gian cả khịa hai dụ này. Nó đang bị ai công à? Đặt kem bên đây cho nó chắc đã. Không mất công thằng nào bờ đồi nó me mình nó giết mình nữa. Thì nó hơi thì tỷ lệ gãy nó cao quá nổi mà. Chúng ta sống đến bao cuối rồi. Chúng ta phải lấy nốt cái top 1 cho nó vuông anh em. À không phải. Thằng nhà ba gian chắc nó quang lượng bóp ấy. Bây giờ trong nó tính pháo keo này. Nó lùa đi này. À, tưởng nó cố phá bóp cái mình vút bể đầu nó luôn anh mà. Từ bây giờ bóp còn 3 người. Một thằng như ba gian này. Rồi hai thanh niên nữa không biết đâu. Ôi, nhìn cái hộp xác cứ từng người anh mà. Ui bóp cái này bể rồi.
Bây giờ mình nghĩ là mình phải giết thằng nhà Ba Gian trước, bởi vì nhà Ba Gian nó có một mé trong bo này. Ơ, thằng nhà Ba Gian chạy ra này. Đấy, nghe vừa rồi. Hello anh Giai. Phản đam khá là gắt anh em à. Từ từ đã, mình mới mem, mình rũ ra, mình vút đầu nó. Bo thu nữa. À, mình phải chạy bo anh mà. Mày bắn ta xong mày còn đòi gọi tới bắt mày. Ui. Ha, à, đặt quả kêu xa quá anh em. Thôi thôi thôi, mẹ phải lỡ, phải mất. Ui. Phải lại phải mất thêm một quả nữa rồi. Ê, ê. Mày cả kĩa hả mày. Chưa thấy hai lúc ở đời bao giờ sao thích cả kĩa như vậy hả. Từ quay tay vào đây. Ô, còn một thằng cuối này. Hay quá anh em. Giờ là 1v1 này. Ôi. Ê. Em biết ngay là anh ở dưới bầu đồi mà. Tính chữ. Lùi sang đây, lùi sang đây. Em biết ngay là anh ở dưới bờ đồi, anh me, anh giết hai lúa mà. Ê, mấy thằng nó chơi quăng lựu đạn nhiều thế. Ơ, đẩy láo này. Đẩy láo. Đẩy láo mà mày. Trừ thấy hai lúa bờ đồi bao giờ sao. Hai lúa lên phố mới học như quay tay của cá phò này anh em. Trời ơi, múa quạt phát. Múa quạt như vậy mà anh em không để lại cho mình một like và xem một comment dưới thì hơi phí mà. Ok, thì clip mình xin kết thúc đây thôi. Anh em đừng quên là đăng ký kênh và bật chuông lên nhé, để nhận những video mới nhất từ channel của mình.